Rồi cho đá luôn em ơi. Rồi máy chạy lên. Em ơi, em cho đá luôn, cho đá luôn khỏi dắt ra. Số 5 là Thiên á hả? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với sân bóng đá Quang Trung. Và trước mắt chúng ta sẽ là một trận cầu giao hữu cũng khá thú vị. Và sự thú vị của trận đấu này là ông bầu của đội bóng quyết định chia đội hình ra làm hai đội để có một trận giao hữu để cho các thành viên trong đội bóng của mình có thể cọ sát lẫn nhau. Vì thế chúng tôi có thể đặt tên cho hai đội là đội vàng và đội đỏ theo những chiếc áo vít của hai đội bóng này. Đây là pha tổ chức tấn công của những chiếc áo vàng. Và tổ chức tấn công của những chiếc áo vàng không mất bóng rồi. Đây là câu trả lời của đội đỏ. Danh vẫn là số 10 Danh và phối hợp. Từ từ đã. Anh chưa phân biệt được. Và treo bóng đánh đầu không được rồi. Đó là pha đánh đầu hụt bóng. Vì thế vì hai đội bận áo bích nên chúng tôi vẫn chưa để xác định được những cái tên. Số 10 bên áo vàng đó chính là Huy Nhỏ. Huy Nhỏ. Và tấn công của đội đó không được. Một cú sút rất tốt. Tôi đang chờ xem cầu thủ vừa thực hiện cú sút đó chính là Vũ số 23. Đây là những cầu thủ trẻ. Chúng ta thấy rằng thi đấu rất cởi mở cũng như rất sông sảo.
Huy. Không được rồi. Chúng ta thấy rằng nhịp độ của trận đấu rất cao. Vũ và treo bóng vào đánh đầu. Không được. Quả đá biên dành cho đội đỏ. Dành vừa có thực hiện quả đá biên. Đây cũng chính là Vũ số 19 bên phía đội đỏ. Và tổ chức tấn công của các cầu thủ áo vàng. Thiên trả bóng về. Vũ đội trưởng rất khéo léo, một cú sút quá nguy hiểm. Đây là Huy nhỏ, một cú sút không được rồi. Rất nhanh chóng để thực hiện những cú sút khi có cơ hội từ những chiếc cầu vàng. Tiếp tục là những pha tấn công của những chiếc cầu vàng. Đã có sự can thiệp từ tính. Đây là Thiên. Và trình chấp bóng rất quyết liệt của cầu thủ hai đội. Huy nhỏ vẫn đang rất chắc chắn ở khu vực giữa sân. Bình Vũ, Huy nhỏ. Hoạt động rất rộng của số 10 bên phía các thủ áo vàng. Nhân không được rồi. Số 30 là Trường Nhân Huy. Thằng áo xanh đó tên gì vậy ta? Thằng đó là Hùng. Trường đang phối hợp với Quốc Hùng. Đây là Hoàng Vũ. Phối hợp với Huy nhỏ. Quốc Trường trả bóng về cho Huy nhỏ. Lại là một cú sút của Huy nhỏ. Bóng vẫn chưa qua được những đôi chân của hàng hậu vệ bên phía cao thủ áo đỏ. Bình Trường. Một cái tên gì vậy, biết. Em có biết áo vàng tên gì không? Áo vàng mang số 1 á. Áo vàng mang số 1 tên gì không? Không biết luôn hả? Đây là câu trả lời của đội bóng áo đỏ.
chúc các ông dành cho những chiếc áo đỏ. Đường chuyền không được rồi, đường chuyền đã đi thẳng vào chân của số 14 Nhận Quốc Huy, một cú sút vào và đã có bàn thắng dành cho những chiếc áo vàng. Chúng ta chờ xem người ghi bàn vừa rồi có lẽ là Hùng, không, đó là Nhân, số 14. Và tỷ số đã được mở cho các thủ áo vàng. Quốc Huy rất khéo léo và xử lý rất kỹ thuật của Quốc Huy. Quyết định qua người. Không được rồi, hơi dài banh rồi. Vẫn đang con. Trọng tài xác định bóng đã đi hết được biên ngang. Và sẽ có quả phát bóng lên dành cho thủ môn bên phía áo vàng Quốc Huy. Quốc Huy đường phối hợp với Vũ, không được, một cú ra chân rất nhanh của số 23 Minh Vũ, tuy nhiên cú sút lại đi quá cao so với khung thành. Vẫn đang còn trong chân của những chiếc áo đỏ. Không, lật mất bóng rồi. Và phối hợp dành cho Quốc Huy. Có một pha đổ người của một hậu vệ để kịp phá bóng trong chân của Quốc Huy. Người vừa phá bóng đó chính là Quốc Anh. Tiếp tục Quốc Huy. Bóng đã trở về chân đội đỏ rồi. Công Danh. Vẫn là Công Danh. Hai chiếc áo 10, hai chiếc áo số 10 của hai đội đều rất hay. Và sẽ có quả đá phạt dành cho cầu thủ đỏ. Nguy hiểm quá. Vẫn không vào. Danh thủ môn đã bắt được bóng rồi. Lên bóng cho những chiếc áo vàng. Minh Vũ, một cú sút sẽ có quả ném biên dành cho những chiếc áo vàng. Và Luận sẽ thực hiện quả ném biên này. Anh ném bóng về cho Trường. Đây là Thành Nhân, thêm một cú sút nữa. Chúng ta nhận thấy rằng những chiếc áo vàng đã liên tục thực hiện những cú sút về phía khung thành của đội đỏ. Đây là câu trả lời. Và người vừa có dễ thôi, dễ thôi.
vào. Vẫn không vào, cơ hội vẫn là cho Nhân. Đây là câu trả lời của đội bóng áo đỏ. Vẫn là những pha xử lý rất kỹ thuật của Quốc Huy. Những chiếc áo đỏ đã lui về. Và đây là Thành Nhân. Pha đổ người hay từ thủ môn Quốc Trung. Tiếp tục trở về chân của những chiếc áo vàng. Những đôi chân rất khéo léo đến từ đội hình của những chiếc áo vàng. Chúng ta nhận thấy bộ ba ở phần sân nhà của những chiếc áo vàng đang thi đấu rất tốt. Đó chính là Quốc Huy, đó là Thanh Trường, đó là Hoàng Vũ. Treo bóng rất sâu lên cho Phước, không được rồi. Cũng rất khó cho số 99 để khống chế đường chuyền vừa rồi, khi lực đi của đường chuyền là rất mạnh. Danh Vũ đã được bóng rồi. Cơ hội phản công cho đội đỏ. Công nhanh. Một đường chuyền. Đường chuyền cho số 90 Thành Lợi. Vẫn không được. Đã có những đáp trả từ phía đội đỏ. Tiếp tục là tổ chức tấn công cho các thủ áo vàng có Huy. Đây là Thanh Vũ. Thanh Vũ thêm một cú sút nữa và bóng đã khẽ chạm vào một cầu thủ của áo đỏ. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho những chiếc áo vàng. Và số 99 Thủ Phước sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Bóng được treo vào, quả sâu. Không có một chiếc áo vàng nào có thể theo kịp đường chuyền vừa rồi. Thiền sẽ thực hiện quả đá biên và sẽ có quả đá biên tiếp theo dành cho các thủ áo đỏ. Vẫn là số 5 Quốc Thiền. Bóng được ném mạnh lên cho Trung Tính. Đây là Vũ, không được. Hai chiếc áo vàng đã đều bám rất sát số 11 Vũ. Quốc Huy không được chuyền rất hay lên cho Luận.
Đây là Phước Luận chưa có khoảng trống để có thể thực hiện được cú sút. Sẽ có đường treo bóng vào không? Không. Đó là đường trả về cho Quốc Trường. Huy. Quốc Trường. Thêm một cú sút nữa. Chúng ta cũng nhận thấy rằng hai đội thi đấu rất tốc độ, sức trẻ và kỹ thuật là những yếu tố đang được cầu thủ hai đội thể hiện trong thời gian vừa qua của trận đấu. Đó là pha thọc khe của Thành Lợi. Nhưng bóng vẫn chưa tới được chân của những tiền đạo ở phía trên. Hùng. Lợi không chế được bóng rồi. Nhưng lại để mất bóng ngay. Xử lý rất tốt từ Vũ Quốc Huy. Quốc Huy chắc chắn sẽ có cú sút. Mà bóng vừa chạm sang ngang vẫn đang còn Luận. Tân bóng kỹ thuật không vào. Phải nói rằng những pha xử lý ở một đẳng cấp rất cao của những chiếc áo vàng. Nhưng có lẽ rằng may mắn đã chưa đứng về họ trong hai tình huống dứt điểm vừa rồi. Công danh đang phối hợp với trung tính, vẫn là trung tính, không được. Vũ đã lùi về rất sâu để lấy bóng. Quốc Huy cũng được chuyền rất sâu qua cho phần sân nơi có mặt của Văn Phước. Vũ sút vẫn chưa vào. Đây là cơ hội tiếp theo của chiếc áo vàng. Vẫn không vào. Liên tục là những cú sút, những pha dứt điểm của những chiếc áo vàng về phía của khung thành thủ môn Văn Trung. Trung tính Thành Lợi. Bóng lại được các cầu thủ áo vàng tổ chức tấn công từ phần sân nhà. Trường Quốc Huy mất bóng rồi. Đây là câu trả lời. Một chút xíu nữa thôi thì đã có bàn thắng dành cho những cầu thủ áo đỏ. Đây là Hồng Vũ bên phía những chiếc áo đỏ. Đó là một đường chuyền dành cho Kim Lợi nhưng không được. Những pha giữ bóng của Quốc Huy là rất đáng xem. Chúng ta thấy được một đôi chân thanh thoát như thế nào từ cầu thủ số 10 này. Đây là công danh.
với sự đều bám rất sát của Quốc Hùng. Quốc Thiện với Minh Vũ. Và đã bị rất nhanh, cú đánh đầu bóng vừa chạm sang ngang. Đó là câu trả lời của số 10 Công Nhân. Liên tục là những pha cứu thua của cầu môn của hai đội. Để mì nhìn cho những chiếc áo vàng. Văn Lợi trả bóng về cho Minh Vũ. Vẫn là Minh Vũ treo bóng rất sâu cho Trung Tính. Không kịp rồi. Đường chuyền là hơi sâu cho Trung Tính. Lợi đã lùi về để lấy bóng. Nhưng đường chuyền lên lại trở về chân của những chiếc áo vàng. Công Luận, Quốc Huy. Đường mở ra biên rất trống trải dành cho Minh Vũ. Quả đi biên dành cho những chiếc áo vàng. Tiếp tục lại là Quốc Huy. Thành Vũ treo bóng vào. Một cơ hội phải nói rằng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Có thể nói rằng với khoảng cách chỉ chưa tới nửa mét thì chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đã có bàn thắng cho những chiếc áo vàng. Thế nhưng trong tình huống rồi có lẽ là Hùng, anh đã đệm hụt bóng. Thấy rằng Công Luận thì lúc này đã chuyển về đá rất thấp. Thì anh mới vào sân thì được giao cho. Và đã có bàn thắng dành cho những chiếc áo vàng. Một cú sút xa. Tỷ số đã là 2-0 rồi. Chúng ta nhận thấy những pha bắn phá liên tục. Và đôi khi có những cú sút rất căng thế nhưng lại không thành bàn. Nhưng mà cú sút vừa rồi thì lại có một lực đi tương đối nhẹ nhưng lại đi vào góc xa của khung thành. Rất khó dành cho thủ môn Thành Trung. Và các cầu thủ áo vàng đã thể hiện sự vượt trội của mình khi đã có hai bàn thắng dẫn trước. Tiếp theo là một pha tấn công Quốc Huy. Và 3-0 rất nhanh chóng, bàn thắng thứ 3 đã được ghi cho các cầu thủ áo vàng. Và người ghi bàn đó là số 10 Quốc Huy. Không thường xuyên dâng cao. Và vai trò của Quốc Huy là người làm bóng dành cho các đồng đội phía trên. Nhưng lần này trong một pha dâng cao thì anh đã có một pha xử lý rất khéo léo để đưa bóng chạm vào cục dọc và bay luôn vào lưới. Đây là câu trả lời của đội đỏ, vẫn chưa được. Vẫn chưa có những pha dứt điểm sắc nét của các thủ đội đỏ. Minh Vũ treo bóng rất sâu không được rồi. Quốc Huy đẩy ra cho Thanh Hùng.
chân của số 10 Quốc Huy. Và chuyền bóng rất hay nữa. Lại thêm một pha bỏ lỡ cơ hội của những người đồng đội của Quốc Huy. Một pha để bóng cẩn thận nhưng lại hụt bóng. Quốc Thiền này là pha băng lên mạnh mẽ của Công Danh vẫn không được, vẫn là những sự truy cản quyết liệt của những chiếc áo vàng. Kỹ thuật quá, có cú sút đi, bóng lại chạm cột dọc, rất đáng tiếc cho số 90 Văn Lợi. Anh vừa có pha xử lý rất khéo léo và kỹ thuật nhưng may mắn vẫn chưa đứng về phía cầu thủ này, thì bóng đã trúng vào con dọc sau cú sút của anh. Được sự tự tin của số 10, anh đã xử lý trong một nơi phải nói rằng rất nguy hiểm trước hai tiền đạo của các thủ áo đỏ, và đó có bàn thắng, đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 dành cho các thủ áo đỏ. Đó là số 5, người vừa mới được tung vào sân cách ít phút. Và tỷ số là 1-3, khoảng cách là 2 bàn dành cho đội bóng áo vàng. Thanh Hùng trả bóng về cho Quốc Trường. Đây là Quốc Huy. Bên cánh phải đó chính là Công Luận. Quốc Trường, Thanh Hùng. Văn Lợi, quả đơn độc dành cho Văn Lợi. Đây là Thành Nhân, nên là một pha dứt điểm kỹ thuật thì hơn. Và bỏ lỡ cũng rất đáng tiếc của số 14 Thành Nhân. Tiếp tục là pha là lên bóng các đội áo đỏ. Thêm một cú sút từ xa nữa của số 10 Công Danh. Vẫn đang thi đấu rất nỗ lực tìm kiếm những bàn thắng để rút ngắn khoảng cách từ các thủ áo đỏ. Công Luận với Quốc Trường. Bên cánh phải đang là Thanh Vũ. Những cầu thủ rất hay bên phía ấy là đội bóng áo vàng. Quốc Huy vẫn đang kiểm soát tốt thế trận của trận đấu. Công Luận, những cầu thủ vàng có khả năng giữ bóng rất tốt. Thành Vũ, đây là Quốc Huy, đường chuyền sâu xuống cho Thành Vũ, đường chuyền vào. Bình Vũ đã kịp cắt bóng. Sẽ
có quả đá phạt góc dành cho những chiếc áo vàng. Đội Quốc Huy sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Bóng được treo vào một chiếc áo đỏ đã phá bóng ra. Cơ hội rất đáng tiếc không có một chiếc áo đỏ nào cả. Đó là pha giật gót rất đẹp của số 5. Nhưng rất đáng tiếc cho anh là không có một người đồng đội nào lên hỗ trợ trong pha tấn công vừa rồi. Trọng tài xác định quyền đá biên thuộc về đội bóng áo đỏ. Văn Lợi ném lên cho Quốc Thiên. Quốc Thiên thực hiện cú sút xa. Bóng lại đi ngay vào vị trí của thủ môn. Những chiếc cầu thủ áo vàng có khả năng xử lý bóng trong những khoảng không gian rất hẹp. Đó là một điều rất cần thiết, yếu tố để làm nên một cầu thủ hay. Quốc Thiện đường trong khe không được rồi. Quá nguy hiểm, chúng ta chờ xem có bàn thắng cho áo đỏ không. Vào. Và đó là số 90 Văn Lợi. Ta thấy một chút sơ hở của những chiếc áo vàng. Ngay lập tức đội đỏ đã tận dụng cơ hội rất tốt để ghi bàn, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Xuống còn 2-3. Và các thủ áo đỏ đã có những sự thay đổi người, có hai sự thay đổi người liên tục. Chúng tôi vẫn chưa nắm được tên của hai cầu thủ mới vào sân. Đây là công danh. Thi đấu rất tốt bên phía đội đỏ. Anh di chuyển và anh hoạt động không biết mệt mỏi, dường như có mặt ở mọi nơi trên sân. Công danh phối hợp rất nhanh lên cho số 5 ở phía trên. Mưa hả? Mưa chưa? Khoảng cách của tỷ số trận đấu lúc này chỉ còn một bàn thôi. Và sẽ có quả đá phạt góc dành cho các thủ áo đỏ. Số 5 sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Bóng được treo vào một vị trí thuận lợi, thế nhưng phản đánh đầu lại đi ra ngoài. Đó là pha đánh đầu của Quốc Anh. Lại mất bóng rồi. Chúng ta chờ xem cơ hội cho đội đỏ. Quá đáng tiếc. Nếu như chính chu hơn trong cú sút vừa rồi thì chắc chắn sẽ có một bàn thắng dành cho các thủ áo đỏ.
là những cầu thủ áo vàng Cao Luận. Trả bóng về cho Quốc Huy. Quốc Huy. Và lúc này trọng tài đã thổi còi cho hiệp 1 của trận đấu được kết thúc. À, kết thúc hiệp 1 thì hai đội ra sân tạm nghỉ với kết quả 3-2 nghiêng về cho các thủ áo vàng. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi chúng ta đến với hiệp 2 của trận đấu này.
xin mời quý vị và các bạn trở lại với sân bóng đá Quang Trung để chúng ta tiếp tục theo dõi hiệp hai của trận giao hữu bóng đá. Đây cũng là một trận giao hữu nội bộ của hai đội bóng nằm trong một câu lạc bộ chính thức. Chúng tôi sẽ tạm đặt tên cho đội bóng là đội đỏ và đội vàng. Và sau khi kết thúc hiệp một thì các thủ đội vàng đang dẫn trước với tỷ số 3-2. Hai đội trở lại sân vẫn giữ nguyên phần sân thi đấu của mình. Tăng sáng lên nào. Nam ơi. Nam ơi. Và hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Người giao bóng đội 3 này đó chính là các cầu thủ áo vàng. Quá khỏe. Bóng được trả về cho Quốc Trường. Đây là Hồng Phước. Đã có lỗi rồi. Minh Vũ vừa mới có pha phạm lỗi. Và cầu thủ vàng thực hiện quả đá phạt rất nhanh. Quốc Huy. Bóng được đưa vào trong Thành Nhân. Cú sút của Thành Nhân đã trúng vào chân một hậu vệ của đội đỏ. Sẽ có quả đá phạt lên dành cho các thủ đỏ. Đây là Phúc Sinh. Phúc Sinh vẫn đang còn. Có pha treo bóng vào trong không? Đó là hai cú dứt điểm liên tục của Phúc Sinh. Nếu như bóng tới được chân của số 10 Công Danh thì chắc là rằng sẽ có bàn thắng dành cho đội đỏ. Tài xác định quả đá phạt dành cho cầu thủ áo đỏ. Quốc Anh treo bóng rất sâu lên cho Phúc Sinh, không được. Đá phạt góc dành cho các thủ áo đỏ. Và Công Danh sẽ thực hiện quả đá phạt góc này, bóng được treo vào. Vẫn không được. Bóng chưa tới được chân của Duy Tú. Đây là câu trả lời của đội bóng áo vàng. Pha cho khe rất hay, không được rồi. Đó là pha xỉa bóng dành cho Thanh Nhân. Nhưng Quốc Anh đã kịp bọc lót trong tình huống vừa rồi cho các thủ áo đỏ. Quốc Huy. Hoàng ơi. Vẫn là Quốc Huy. Thành Nhân. Vẫn là Thành Nhân, vẫn đang còn. Thêm một cú sút nữa vẫn không được. Hai pha dứt điểm liên tục của những chiếc áo vàng. Quốc Huy. Cú sút giả từ Quốc Huy không được, thiếu chính xác. Quốc Anh trả bóng cho Duy Tú. Đây là Minh Vũ. Công Danh. Quốc Trường vừa rồi đã kịp bọc lót. Cầu thủ áo đỏ đang thể hiện sự quyết tâm trong hiệp hai này. Đang có một đội hình được bố trí một cách khá chặt chẽ.
Quốc Huy Hoàng ơi sẽ lên một đường chuyền vào trong, không được. Quốc Anh vừa có một pha cản phá để chịu một quả đá phạt góc bên phía cánh phải của đội nhà. Tên gì? Phục. Cái phục xe á. À, phục cho cái phước hả? Công danh và phối hợp dành cho Quốc Thiên đưa bóng vào, sút thuộc bóng của Công Danh vẫn đang còn, Phúc Sinh vào nhanh chóng, đã có bàn quốc bình tỷ số của các thủ áo đỏ. Và người ghi bàn vừa rồi đó chính là Phúc Sinh. Tỷ số được quân bình 3 đều, rất hấp dẫn. Đây là một trận cầu đối công của hai đội. Công Luận, Thành Nhân. Không được. Sẽ là câu trả lời của các thổ đỏ. Trường đã kịp cắt bóng. Công Luận, Quốc Huy, những chiếc áo đỏ đang theo rất sát Quốc Huy. Đã có pha phạm lỗi của số 99 Hồng Phước. Đã phạt rất nhanh. Công Danh, Minh Vũ. Tuy rằng có một thể hình khá đô còn, nhưng chúng ta cũng thấy được cái sự khéo léo của Minh Vũ. Anh có khả năng giữ bóng và che chắn rất tốt. Tiếp tục là pha tổ chức tấn công của các thủ đỏ. Công Danh có lẽ rằng những người đồng đội, những người đang cổ vũ cho đội bóng áo đỏ đã rất tiếc nuối sau cú sút vừa rồi của Công Danh khi bóng đã đi chệch cột dọc ra ngoài. Thành Nhân, cú sút của Thành Nhân khá tốt. Và ra chân có lực của Thành Nhân. Em thằng áo trắng, thằng bận bận bộ đồ trắng tên gì vậy? Bộ đồ trắng á. Phúc hả? Đó là pha xử lý kỹ thuật của Hồng Phước. Hồng Phục của Hồng Phục. Lại không vào. Tiếp tục là Hồng Phúc. Phúc Sinh. Chúng ta chờ xem. Đó là cú sút xả của Minh Vũ. Quốc Huy. À, treo bóng vào cho Hồng Phục nhưng hơi cao so với đà băng vào của số 99 Quốc Thiên. Treo bóng sâu lên cho Công Danh nhưng không được rồi. Lê Phúc đã kịp lui về để cắt bóng. Đây là Quốc Huy. Trở về chân của các thủ áo đỏ rồi.
Phúc Sinh. Có rất nhiều sự lựa chọn, thế nhưng đường truyền của Phúc Sinh lành dành cho Minh Vũ lại không tốt. Bởi một lực lực đi quá mạnh. Công Luận trả bóng về cho Quốc Trường. Bóng được đẩy lên cho Quốc Huy. Sau hai nhịp xử lý thì có một sút. Bóng vẫn những cái sút của Quốc Huy trong cái bài này vẫn chưa đi vào khung thành. Lê Phúc, bóng được trả về cho Quốc Trường. Quốc Trường và xỏ háng của Quốc Trường dành cho Quốc Huy. Mất bóng rồi. Quốc Anh, Quốc Anh qua người có một sút không được, bóng lại đi ngay vào vị trí của thủ môn. Và dắp bóng của Công Luận, nhưng bóng vẫn trong chân của những chiếc áo vàng. Đây là Hồng Phố, quá người không vào. Quốc Anh đã kịp lui về để phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành. Quốc Trường dâng cao. Chuyền rất chính xác lên cho Hồng Phục. Trả bóng về cho Quốc Huy. Bên cánh trái là sự băng lên rất trống của Công Luận. Và Công Luận đã có cú đánh đầu. Thế nhưng bóng đi không chính xác. Tôi xin nhắc lại tỷ số của trận đấu đang là 3 đều. Và treo bóng của Công dành dành cho Phúc Sinh nhưng không được. Và đã có bàn thắng dành cho các thủ đỏ. Đây là lần đầu tiên họ vươn lên trong trận đấu này. Tỷ số đã được nâng lên 4-3. Công Danh vẫn là Công Danh, thêm một suất nữa và tỷ số đã được nâng lên 5-3. Người ghi bàn chúng tôi nhận không lầm đó là Trung Tính. Tôi lại không nghĩ rằng các cầu thủ áo vàng lại để bị dẫn trước hai bàn một cách nhanh chóng như thế. Lê Phúc. Không qua được Minh Vũ. Đây là Quốc Huy, có một cú sút từ Quốc Huy. Và cản phá tốt từ thủ môn của đội đỏ. Vũ, Thành Vũ.
Bình Vũ, Quang ơi, đường truyền cho Phúc Sinh là sẽ có một cú sút chặn không, đó là đường truyền lại cho Bình Vũ. Phúc Sinh vẫn đang còn, không được. Của ngoặt bóng của Phúc Sinh để tạo một đường truyền bất ngờ cho đồng đội. Đánh đầu đi. Đã có cú đánh đầu từ Quốc Huy, tuy nhiên bóng lại đi không chính xác. Bình Vũ, Quốc Thiện. Quốc Huy, pha xì bóng của Huy rất nỗ lực, rất cố gắng. Cơ hội tiếp theo vẫn bị đánh chặn. May mắn vẫn chưa đứng về phía số 10 Quốc Huy. Thành Vũ, đợt tấn công mới của Công Danh. Mất bóng rồi. Công Danh đẩy bóng cho Phúc Sinh. Đây là Lê Phúc. Hai đội đang chơi đôi công rất hay. Lê Phúc, đây là đường chuyền đi. Bên cánh đang là Quốc Huy, đang là Công Luận. Họ để rằng Lê Phúc đã hơi ham bóng trong tình huống vừa rồi. Vẫn đang còn những người đồng đội của anh. Trung Tính, Công Danh. Pha đánh góp rất hay của Công Danh. Đây là Phúc Sinh, có bàn thắng hay không? 6-3. Không lẽ chúng tôi sẽ gọi đây là sự vỡ trận ư? Là những người thi đấu trên chân, nhưng lúc này lại để bị dẫn trước 3-3. Quốc Thiện, Hồng Phúc. Thành Vũ vừa có một cú sút thế nhưng lại bị chặn đứng. Lên biên cho bạn. Quốc Huy nhanh trớt, nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Thì lúc này các thủ áo vàng đang bị dẫn trước với 3-3. Và có lẽ rằng lúc này những con người trên sân của họ đang là tốt nhất rồi. Trung Tính, Công Danh, chúng ta chờ xem. Quá cao so với khung thành. Chúng ta cũng thấy rằng những pha tổ chức phản công của các thủ áo đỏ rất đáng xem. Công Luận đã lấy được bóng rất hay.
Công Luận, Quốc Trường. Thể lực rất tốt, cả cầu thủ đang di chuyển trên sân dường như không biết mệt mỏi với sự di chuyển liên tục và tốc độ cao. Quốc Thiên qua người rất hay của Quốc Thiên, có lẽ rằng hơi vội vàng với cú sút vừa rồi của Quốc Thiên, vì góc sút vừa rồi là chưa thực sự hợp lý. Phúc Sinh tiếp tục là một cơ hội cho cao thủ đỏ. Cao thủ đỏ đang lúc này đang dẫn trước 3 bàn và đang vây ráp khung thành của thủ môn đội vàng. Quốc Trường đang dâng lên rất cao phối hợp với Quốc Huy. Thành Vũ, Quốc Huy sẽ có bàn thắng 4-6. Tôi nhận thấy rằng tình huống vừa rồi là không thể nào tránh khỏi bàn thắng khi bóng đã được đưa tới chân của Quốc Huy trong một vị trí rất thuận lợi. Ngay lập tức cầu thủ này đã có bàn thắng cho mình trong trận đấu này, đồng thời rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 bàn. Quốc Anh, Phúc Sinh, chúng ta cũng nhận thấy một điều thú vị ở các hậu áo đỏ, đó chính là họ thường sử dụng những pha đánh gót để tạo bất ngờ cho hàng hậu vệ của áo vàng. Thành Vũ, vẫn là Thành Vũ đưa bóng qua cho Công Luận. Đây là Quốc Trường đang dâng cao. Hồng Phục có vào không? Vẫn không có bàn thắng cho số 99. Và anh đã có một pha kiểm cáo trọng tài. Rất thú vị. Chúng tôi đang theo dõi tình huống của Hồng Phục thì đã có bàn thắng dành cho cao thủ đỏ. Và có lẽ rằng người ghi bàn đó vẫn là Phúc Sinh. Khoảng cách được thiết lập 3 bàn. Chúng tôi nhận thấy rằng Văn Lợi bên phía các thỏ đỏ cũng đã được đưa trở lại sân. Đây là một cầu thủ cũng rất đáng xem trong đội hình của các thỏ đỏ. Minh Vũ, đây là Quốc Huy, bóng được đưa vào trong dành cho Thành Vũ. Chúng tôi không thể nào diễn tả được sự đáng tiếc trong tình huống vừa rồi.
Chắc có lẽ rằng tất cả những ai đang có mặt trên sân đều nghĩ đó là bàn thắng dành cho Thanh Vũ. Thế nhưng trái bóng lại lặng lẽ trôi đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Tiếp tục là pha lên bóng dành cho những chiếc áo đỏ, Minh Vũ. Bóng được treo rất sâu lên cho, không được. Quốc Anh. Quốc Huy như một cỗ máy. Chúng ta thấy rằng Quốc Huy chạy có vẻ như anh không biết mệt. Có đôi khi chúng tôi nghĩ rằng người anh đang xài pin. Văn Lợi, cú sút của Văn Lợi. Đó lâu, pha lâu sau. Em ơi, hết pin, tắt luôn rồi. Hết pin, tắt luôn rồi. Rồi, xong. Chức cứ cầu chó vàng. Quốc Huy. Quốc Huy qua người, Quốc Huy. Tiếp tục qua người. Không được rồi, không qua được Quốc Anh. Tới cầu thủ thứ ba thì quá nguy hiểm. Đó là một pha sút xả của một chiếc áo vàng. Tí xíu nữa là có bàn thắng rồi. Minh Vũ. Minh Vũ, các cầu thủ áo đỏ càng đá càng hay. Thêm một sút nước Minh Vũ. Lần này thì bóng lại đi trúng vào ngay vị trí của thủ môn. Đây là Quốc Huy. Thành Vũ lại không vào. Chúng ta thấy được sự kém may mắn của số 23. Thành Vũ như thế nào? Lần nữa thì anh lại đưa bóng đi vào trúng cột dọc. Và Phong Nguyễn bên phía đội đỏ là được đưa vào sân. Đây là pha chạm bóng đầu tiên của Phong Nguyễn. Phong Nguyễn chưa kịp báo cáo xong, anh đã có những pha tranh chấp rất quyết liệt rồi. Sẽ có quả đá phạt dành cho các thủ áo đỏ. Quốc Anh đang đứng trước quả đá phạt này. Quốc Anh vẫn đang làm tốt công việc
đội trưởng của mình. Đã có tiếng còi của trọng tài, đã có tiếng còi của trọng tài và sẽ có một tình huống phát lên dành cho các thủ áo vàng. Công Luận, Thành Vũ, bóng trả về cho Quốc Trường. Để biên cho cao thủ áo đỏ Bình Vũ. Tôi nhận thấy rằng trong đội hình của các thủ áo vàng đã có nhiều sự thay đổi và các vị trí chủ lực đã được đưa ra sân nghỉ. Văn Lợi đẩy bóng lên cho Phong Nguyễn nhưng lại quá sâu. Và trả bóng về bất cẩn. Lại thêm một đường đã có bàn thắng dành cho các thủ áo đỏ và tỷ số được nâng lên 7-4. Đúng không? 8 8-7. Có lẽ rằng với một khoảng cách quá xa thì lúc này các cầu thủ áo vàng đang xuống tinh thần rất nhiều. Quốc Huy đã được đưa trên lại sân nhưng anh lại đi đang thi đấu với một đôi chân trần. Có một cú sút từ số 10 nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Không vội vàng thế nhưng các cầu thủ đội đỏ vẫn chưa muốn dừng lại tỷ số này. Họ vẫn đang rất tích cực để tổ chức tấn công. Vẫn muốn ghi thêm những bàn thắng. Hồng Phúc. Quả người Hồng Phúc chuyển cho Quốc Huy. Thêm một pha sút bóng từ xa nữa của Quốc Huy. Với một sút kỹ thuật nhắm vào góc cao cũng không thành. Quốc Trường. Và trong biên Hồng Phục đang được các đồng đội trông chờ sẽ làm ra điều bất ngờ.
Phong Nguyễn không được một cú sút xa từ Phong Nguyễn. Quốc Huy đường chuyền lên cho Thanh Nhân, dừng lại đã lấy được bóng rồi. Trung Tính, Trung Tính. Ta thấy được sự nhiệt tình của Trung Tính. Anh thi đấu rất năng nổ, rất hết mình. Mặc dù đã dẫn trước 4 bàn, thế nhưng Trung Tính vẫn muốn ghi thêm những bàn thắng nữa. Quốc Huy đẩy sang cho Quốc Trường. Quốc Huy chưa có khoảng trống để Quốc Huy có thể tung được cú sút. Chạy đi Phục ơi. Bình Vũ rất trống trải dành cho Trung Tính. Ta chờ xem pha xử lý Trung Tính. Một đường chuyền, đó là một cú sút hời hợt. Những người đồng đội đã rất nỗ lực để có một đường chuyền đặt một cầu thủ đội đỏ vào một vị trí rất thuận lợi. Nhưng cú sút của anh thì lại hoàn toàn không chính xác. Phong Nguyễn 3-1, Phong Nguyễn. Bình Vũ có thể thực hiện cú sút. Bóng vừa chạm sang ngang. Công Danh, một cú sút kỹ thuật của Công Danh, Trung Tính vào 9-4. Hết giờ nha em. Với một khoảng cách quá xa thì dường như không còn một cơ hội nào nữa cho đội bóng áo vàng. Đây cũng là một điều bất ngờ. Thì xét về trình độ lối chơi thì các thủ đội bóng áo vàng có nhiều cầu thủ chất lượng và họ cũng đã, và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi cho trận đấu được kết thúc. Kết thúc trận đấu này thì các đội áo vàng đã giành chiến thắng.